Rung đùi, rung đùi. Chùa bông á. Đón đón thử ké gì anh em? Chùa ké gì vậy? Chùa ghen gì vậy? Bông chứ không ạ. Chưa, đứng số, đứng số. Đứng số ơi, nhưng làm yếu hả? Sao anh tép lên dính đồng hồ? Nghe mấy cái bông. Chùa quá bự. Chùa hai cưới nghe. Hai con à? Còn chùa hai cưới á. Chùa lái keo thì chùa. Chùa nè. Vũa theo á. Qua bình tĩnh. Cái gì? Nói đi. Nó rớt. Ông làm gì có tổng? Tôi có tổng với ông này. Tôi kéo lên không nè. Dỡ kéo lên thử anh em. Đây hình ảnh em Covid đây. Cái anh là chưa, để xuống là anh này bóc cho mình đấy. Anh dỡ ra cái cuộc. Nó còn kéo dỡ rồi. Giờ đụng mẹ biếu lên trực chứ. Ghi lại, kế tiếp tục ăn anh em ơi. Bữa nay phát cho kẻ xuồng lẫn lứ. Hai con lần.
không? Chưa. Hai con vừa ghen anh em ơi. Đi tao ngủ. Một con, bình tĩnh. Hai con cậu luôn. 600 à? Lúa là gì à quý người nông dân lương thiện anh em ơi. Ở đây mà tìm một con còn nữa không? Đi tà lén đi rồi hiểu. Ờ, lúa nó nhập lốm. Kéo tiếp rồi. Quá đẹp. Wow, đẻ quá, đẻ anh em ơi, coi ké nè anh em. Đó, cái bàn tay của mình nè, vừa bằng con ké luôn. Con này chắc hơn ký ha. Điền con này nữa anh em, hồi nãy câu một con, giờ hai con nữa nha anh em. Vui quá, nằm lè quá lè, kinh ổng số cuộc câu ké quá trời. Vui quá bà con ơi. Tiếp tục phần 3 anh em ơi. Còn chơi con nhỏ con lớn hả? Chơi nữa. Nó 800 là trường tớ với xe nhỏ. Nói em là trường tớ. Anh em ơi, ra đi ghê nhỏ này. Cô cậu bên đây giết đi ông cố ông anh em ơi. Giết đi ông cố luôn. Giết đi ông cố. Giết sao lấy luôn. Phòng quán anh em luôn. Anh em nói kém kém giác của anh lúc này sao anh em? Rất là hấp dẫn. Ngồi hấp dẫn đi còn thứ gì nữa. Yêu đời. Quay cung. Mà vào đây, con. Đây, anh em. Con là liếc đi nhìn mình. Con bự mà. Bự. Nghe con này nhỏ. Con này cười 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 à. 700. Quá đẻ. Phải vô luôn. Nhiều phóng nghe nữa nha. Đầu tới anh ơi. Cảm giác của hôm rực rỡ lúc này sao hôm? Rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Ôi mày, tuyệt vời. Đúng chất một thằng chân miếng. Đúng chất một bố về luôn á. Em thấy nghe nghe hạnh phúc. Anh Tý ơi, ấy cảm giác của ông lúc đây sao? Thấy là ông cảm thấy trong cái suy nghĩ của ông là ông cảm thấy là có phần của ông trong đâu? Có chứ, phải có. Không, yên hồn mày thấy có phần mày trong đâu? Không. Xin được phỏng vấn anh em là ấy là muốn hỏi anh em là câu được 1, 2, 3, 4 con cá là có phần của hai cái thành viên hôn rực rỡ và Tý Himalaya không? Có chứ, là không có, coi như anh em mà không ai anh mình được. Đó, chia sẻ phần nào của anh em đó, thấy chưa? Rồi, giờ câu cá hấp dẫn rồi, bê que lại có em biết giờ chết chụp đưa lên. Quá đẻ, chia sẻ của anh em quá là tuyệt vời, đúng chất một người dân nguyện luôn, tấm lòng cởi mở, bao dung, độ lượng, một người che, một người bố về. Một ông đậu. Đó, hủy bài không anh em? Hủy bài. Bữa nay là cánh bè cầm lái này nó quá may mắn. Đó, cái góc đây anh bè giờ anh bè đẹp nè. Thấy chưa, mọi người thấy anh bè chưa? Anh bè. Anh Bê cầm lái là lái được tới lái mà anh Nam câu được tới 4 con luôn á. Nếu mà anh Bê cầm lái từ đây tới sáng là không biết là cái kết quả như cái hậu quả nó ra sao nữa. Đây anh Bê đang cầm lái nha mọi người. Anh Bê rõ chưa? Thấy tỏ án hào quang chưa? Y bài. Anh Ba sẽ là cái người gia nhập vô tổ chức của bố về. Tiếp tục con đi, con không biết là con thứ năm, thứ sáu hay là bao nhiêu đây? Tới trước đúng rồi. Cái gì ông bóc lên con sao tôi bóc ra?
tiếp tục bữa nay anh em biến quá, bữa nay đội hình tiêm bố về ra sân hấp dẫn quá anh em ơi, đợi luôn anh em ơi, tí đứng thớ nào đâu đây, thớ đi, chiều mà thớ đây để làm gì, không đây đây anh em. Ủa, con bự á. Coi sải á nha. Con bự nha. À, dính rồi, dính rồi, kẹp nó xuống đó. Ui bài. Ủa, nồi xe máy anh ta ít dãy hơn. Nó bê cái nồi kép cái này dài vậy chứ. Ủa, con này cơm cho anh em nhà sau à. Mấy anh chưa cho là con nó mất. Chồng có gì. Quá đẹp. Ủa, dãy. Quá mạnh. À, đàn mấy anh con đó. Con ghê à. Không ghê. Đúng rồi, đẹp gì nhé, đúng chưa? Đây anh em. Giờ tiến hành muối bè con ké vô gan. Tổng cộng là câu được 5 con nha anh em. Tổng cộng là câu được 5 con nhưng mà giờ, lúc nãy là cho anh bè lái tàu 1 con. Cho anh em bên ghe lưới 1 con. Còn phần bên này 3 con. Ngày mai anh em sẽ làm thịt. Bữa nay bữa cơm chiều anh em ăn rồi cho nên là ngày mai anh em sẽ xử.